Dạ vâng, em Trinh Trang Orade xin kính chào toàn thể các bác cùng các anh chị em yêu audio karaoke trên toàn quốc. Hôm nay thì tiếp tục với video mới, em lại có một cái sản phẩm giới thiệu với toàn thể các bác cùng các anh chị em yêu audio karaoke trên toàn quốc sử dụng để phối ghép nghe nhạc và hát karaoke rất chi là hot. Một trong những cái sản phẩm âm ni hàng nổi tiếng của hãng California với model Pro 128B25 mã. Hàng này thì các bác của anh chị em biết rồi, nó quá nổi tiếng về cái chức năng nghe nhạc và hát karaoke phối ghép với tất cả các cái sản phẩm loa trên toàn thế giới với cái chất âm rất chi là tuyệt vời. Bass thì rất chi là mạnh, trung âm thì sáng và tép thì tách năng ken rất hay. Cái phần echo và phần nghe nhạc rất dễ chỉnh các bác của anh chị em nhé, rất dễ chỉnh. Thiết kế với cái cấu tạo là sử dụng nguồn điện 220V và công suất 500W, chạy 4 sò trường JK. Toàn bộ máy còn rất chi là đẹp, em mới nâng cấp về và giới thiệu với các bác cùng anh chị em cái sản phẩm âm ni. Thì các bác cùng anh chị em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em qua địa chỉ Trinh Trang Orade, địa chỉ Quân Hậu 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương. Điện thoại 0967697999 và 0976757899, em ship hàng toàn quốc theo cầu. Các bác cùng anh chị em lưu ý là cái giá của cái sản phẩm âm ni California Pro 128B25 mã này thì em sẽ báo giá chi tiết cụ thể vào cái phần cuối của video. Giờ thì em sẽ test thử một đoạn karaoke để giới thiệu với các bác cùng anh chị em về cái chất âm khi các bác cùng anh chị em có nhu cầu hát karaoke về cái chất âm của cái dòng âm ni Pro 128B25 mã này. Xin mời các bác cùng anh chị em cùng chú ý đón nghe và nghiên cứu thêm về cái chất âm của dòng âm ni này. Có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em để sở hữu cái model âm ni huyền thoại nổi tiếng của hãng California Pro 128E25 mã, Pro 128B25 mã này. Xin cảm ơn các bác cùng anh chị em. Giờ em sẽ test thử một đoạn karaoke. Xin mời các bác cùng anh chị em cùng chú ý theo dõi và có nhu cầu thì liên hệ với em để sở hữu cái model này. Em test rất chi đơn giản thôi nhé, chỉ bằng một chiếc âm ni, một chiếc mic CAF rất rẻ tiền đấy, và một cặp loa full 30, một bát một kèn đây các bác cùng anh chị em này. Đấy đấy, em test ngồi trước loa các bác cùng anh chị em nhé, ngồi trước loa luôn không dít không rú gì các bác cùng anh chị em nhé. Giờ em sẽ test thử các đoạn karaoke. Thành phố nào nhớ không em, lời chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh có quên gốc thông xa. Chỉ đàn tay nghe lắng trang hòa, lắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đèn một sáng nào nhớ không em, ngày chính nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn lắm nghe gói thỏ, người lứa thưa chim dưới sương mù, vì bên nhau trong không giao đường. Tiếng kinh cầu xin mong yêu đương, Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rất chi là ok thôi, với một cái sản phẩm âm ni hàng bãi xịn của hãng California với model là Pro 128B25 mã, hàng được sản xuất tại đất nước Hàn Quốc, với một cái thiết kế là sử dụng nguồn điện 220V và công suất là 500W, sử dụng quanh những cái phần công suất là 4 con sò trường JK, cái phần echo rất xin là tuyệt vời và phần music master rất xin hay. Các bác của anh chị em yên tâm về cái chất lượng về của cái
sản phẩm Omni này để phối ghép với tất cả các cái cặp loa bộ dàn âm thanh nhà mình nghe nhạc và hát karaoke rất chi là tuyệt vời. Các bác của anh chị em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em qua địa chỉ Trinh Trang, Aura D, địa chỉ Quân Lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giang, Hải Dương. Điện thoại 0967697999 và 0976757889. Em ship hàng toàn quốc theo cầu. Đảm bảo cái sản phẩm Omni hôm nay em test giới thiệu các bác của anh chị em là sử dụng mọi cái chức năng nghe và hát rất chi là ok. Giờ em sẽ quay cái phần đằng sau để các bác của anh chị em chú ý tiện theo dõi hơn về cái thông số đằng sau, thì các bác của anh chị em cùng chú ý theo dõi. Đây, toàn bộ đằng sau cái hàng này hàng bãi về hàng em nâng cấp cho khách về thì chưa có vệ sinh gì các bác của anh chị em nhé. Đây cái thông số đằng sau là California Electric với model là Pro 128B2 là mã, công suất là 500W, là dating USA, là sản xuất theo cái tiêu chuẩn công nghệ của Mỹ. Thì cái sản phẩm Omni này hiện là đang có tại Trinh Trang Audio HD với một cái tình trạng là máy là còn sử dụng rất chi là tốt các bác của anh chị em nhé. Đấy. Các bác cùng anh chị em lưu ý là với cái sản phẩm Omni hàng bãi California Electric Pro 128B là mã này đang có mặt tại Trinh Trang Aura D này, thì được Trinh Trang Aura D bán ra với cái giá là thu vốn là 5.500.000, một trong những cái giá rất chi là êm cho tất cả các bác của anh chị em ai cũng có thể sử dụng được về để phối ghép nghe nhạc và hát karaoke rất chi là hay. Các bác của anh chị em nhanh tay sở hữu và liên hệ trực tiếp với em qua địa chỉ Trinh Trang Aura D, địa chỉ Quốc lộ 38, Cảm ơn Cẩm Giang, Hải Dương. Điện thoại 0967697999 và 0976757889. Em ship hàng toàn quốc theo cầu. Các bác cùng anh chị em nhé, ship hàng toàn quốc theo cầu. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác cùng anh chị em trên toàn quốc vào các video clip gần đây nhất do Trinh Trang Aura D test và giới thiệu các sản phẩm thanh nghe nhạc và hát karaoke từ bình dân đến cao cấp. Các bác cùng anh chị em lưu ý là em Trinh Trang Aura D là còn rất nhiều các cái sản phẩm âm thanh nghe nhạc và hát karaoke, hàng từ bình dân đến cao cấp đến VIP luôn các bác của anh chị em nhé. Rất nhiều các bác của anh chị em sau khi xem xong video mà chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm kênh của Trinh Trang Aura D, bấm đăng ký kênh để được theo dõi tất cả các sản phẩm em trong thời gian tới này. Em sẽ làm video và đăng lên YouTube để giới thiệu với các bác của anh chị em, các bác của anh chị em tham khảo và có nhu cầu phối ghép để các sản phẩm âm thanh nghe nhạc và hát karaoke thì các bác của anh chị em liên hệ trực tiếp với em hoặc inbox với em, hoặc là truy cập vào Zalo, Facebook theo cái số điện thoại 0967 697999 và 0976757889 để được hỗ trợ về tất cả các sản phẩm thanh nghe nhạc và hát karaoke, cách phối ghép và các cái sản phẩm có cái giá thành tốt nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác của anh chị em trên toàn quốc và các video clip gần đây nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.